Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam xin lỗi về sự cố váy xuyến thấu của Phương Anh. Tối 25 tháng 12, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 nhận lỗi vì để Á hậu Phương Anh mặc xuyên thấu lên sân khấu tạo hình ảnh không đẹp lan truyền mạng xã hội. Chúng tôi rất đáng tiếc khi để xảy ra sự cố đối với bộ trang phục của Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh mặc khi lên trao vương miện cho Á hậu một Trịnh Thùy Linh. Bộ trang phục này khi bị ánh sáng rọi vào ở một vài góc độ nhất định đã tạo ra hình ảnh không đẹp trên sân khấu. Sự cố này là một tai nạn hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Phương Anh và ekip khi không lường hết được hiệu ứng ở một số góc độ của ánh sáng. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 xin lỗi khán giả và người hâm mộ, đại diện ban tổ chức cho biết. Lên sân khấu trao giải Á hậu 1 cho Trịnh Thùy Linh trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 tối 23 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương Anh mặc váy đuôi cá màu vàng, chất liệu xuyên thấu. Tuy nhiên, ở một số góc quay, trang phục khiến người đẹp để lộ hình thể. Hình ảnh không đẹp của Á hậu lan truyền trên mạng xã hội khiến cô bị khán giả chê mặc hớ hênh, phản cảm. Gặp sự cố, Phương Anh nói cô xấu hổ khi thấy những hình ảnh không đẹp của mình. Cô xin lỗi khán giả, đồng thời cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong việc chọn trang phục. Bà Phạm Kim Dung, phó ban tổ chức cuộc thi cho biết ở buổi tổng duyệt, ekip không sử dụng hết đèn chiếu nên mọi người không nhận ra sự cố trang phục của Phương Anh. Bà Dung tiết lộ Á hậu có mặc bodysuit màu nút bên trong váy xuyên thấu nên mong khán giả rộng lượng với cô. Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô cao 1,77m, số đo 82-61-90cm. Cô là thủ khoa đầu vào khối song ngữ trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Đoạt giải nhất Olympic môn tiếng Pháp năm 2013 và 2014, giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp 2014, giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016. Cô có bằng IELTS 8.0 tiếng Anh, DALFC 1 tiếng Pháp tương đương IELTS 8.0. Người đẹp từng đăng quang hoa khôi áo dài nữ sinh Việt Nam 2015 trước khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tháng 3 năm 2021, Phương Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành hệ thống quản lý thông tin của Đại học RMIT. Hiện cô là biên tập viên của kênh truyền hình quốc gia khu vực Nam Bộ VTV9. Cô mới thi Miss International 2022 tại Nhật Bản, trượt top 15. Trước Phương Anh, siêu mẫu Hạ Anh gặp sự cố tương tự khi diện áo dài xuyên thấu, để lộ miếng dán ngực trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 hồi tháng 6. Đơn vị tổ chức Miss Universe Việt Nam sau đó bị phạt 70 triệu đồng.